lý luận tường thuật, narrative reason, mới đầu, đây chỉ là một thảm án ngoại ý muốn liên quan đến tranh chấp tình cảm, nhưng trong quá trình tìm kiếm chân tướng, càng cảm thấy điều này khác với bộ dáng ban đầu, kết cục của câu chuyện sẽ như thế nào, chúng ta cùng nhau khám phá. Chương 1 Báo án, Khương Trình sinh tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Chân tướng sự tình bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Lần thứ nhất đảo ngược Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Nàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Chờ đợi bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Tìm được hình kỳ tịnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thật là hình kỳ tịnh sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Chính thức kết án Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Liên hoàn án giết người một Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Liên hoàn án giết người hai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.